Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam, 714-985-9999 và 714-657-7866. TMN Insurance, xe và nhà giá rẻ, hãng bảo hiểm tốt, đền bù thỏa đáng, 714-741-2008. Thảo Hiên, Hoàng Trọng Thùy trân trọng kính chào tất cả quý khán thính giả trở lại với Thời sự Thế giới trong ngày thứ hai đầu tuần. Và sáng ngày hôm nay, nếu quý vị ra đường thấy trời âm u, nhiệt độ có mát trọn vẹn ngày hôm nay không Thảo Hiên? Dạ vâng, thưa quý vị và thưa anh, nguyên cái tuần này đó thì thời tiết nó hơi lạ, đó là vào hôm nay đó thì đặc biệt quý vị thấy là trời buổi sáng rất là âm u mà có mưa rất là nhẹ nữa thưa quý vị, cho nên là buổi trưa hôm nay đó nhiệt độ lên cao nhất cũng chỉ có khoảng 68-69 thôi, và cái nguyên một ngày đó thì trời nó cứ âm u như thế này, và cái phần trăm mà mưa thì cũng vào khoảng 15%, nhưng mà qua đến ngày mai đó quý vị thấy là nhiệt độ tăng đột ngột lên khoảng chừng đâu 75, hết mây mù rồi và cứ về gần cuối tuần đó nhiệt độ tiếp tục tăng. Nói chung là từ giữa tuần trở đi, kéo dài đến cuối tuần này thì nhiệt độ là vào khoảng 78 cho đến 80, khá là nóng, nhưng mà nếu mà quý vị muốn đi ra biển đó, thì cái trời này nó thích hợp. Và bắt đầu hết cái tuần này thì quý vị thấy tiếp tục qua tuần sau nữa là nhiệt độ tiếp tục tăng lên, cái không khí nóng nó tràn về. Từ tuần sau trở đi đó là nhiệt độ trung bình ở quận Cam là vào khoảng 82 cho đến 85 độ thôi quý vị. Vào thị trường chứng khoán ngày hôm nay, Dow Jones xuống 65 điểm, Nasdaq lên 7 điểm, S&P 500 xuống gần 9 điểm thưa quý vị. Thị trường Nhật Bản lên gần 78 điểm, Hồng Kông xuống 130, Thượng Hải lên chưa đầy 8 điểm. Các cổ phiếu liên quan đến ngành du lịch, đặc biệt là du thuyền ngày hôm nay lại tăng. Một số các cổ phiếu như Tesla vân vân, các công nghệ cao lại đi xuống. Chúng tôi sẽ có lời giải thích trong ngày hôm nay. Công trái phiếu 10 năm ở mức 1,569%, xuống trở lại sau một tuần lễ cũng khá nhiều biến động, có lúc lên hơn 1,62%. Dầu xuống 44 sen sau khi vào hôm cuối tuần có lúc lên vượt quá 70 đô la một thùng và cũng sẽ tiếp tục tăng trong ngày hôm nay. Vàng lên 3 đồng tư ở mức 1.895 đồng 40 sen. 7 quốc gia trong khối thịnh vượng nhất thế giới G7, trong đó có Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Đức, Nhật, Ý, vân vân. Và hôm thứ Bảy vừa qua, lần đầu tiên trong lịch sử đồng thuận với nhau sẽ đặt ra một mức thuế cho các đại công ty trên thế giới này, thưa quý vị. Mà trong đó, Amazon, Google, Facebook, Apple toàn là những đại công ty của Mỹ mà làm ăn ở nước ngoài. Bây giờ thì các công ty này luôn có những cái bàn chân đặt lên khắp nơi trên thế giới và họ tiếp tục sẽ đầu tư rất lớn trong tương lai và lợi nhuận càng ngày càng nhiều. Thế nhưng liên quan đến cái mức thuế đó thì nó không đồng đều. Mỗi một quốc gia, đặc biệt là trong khối G7, 7 cường quốc này đó, họ có một cái mức thuế riêng biệt. Và cái chuyện mức thuế riêng biệt như thế nó đi ngược lại với cái khuynh hướng mà ông Joe Biden, Tổng thống Hoa Kỳ muốn. Trong thời gian qua, ông đặt ra cái mức thuế mà ông muốn đánh vào những đại công ty trên thế giới này, nhất là Hoa Kỳ này, bởi vì ông nói không công bằng và dẫn đến cái tình trạng thâm hụt ngân sách của Hoa Kỳ vẫn tiếp tục gia tăng, trong khi thuế lại cứ giảm hoài. Và cái điều đó đã đưa đến cái quyết định đó, ông trình bày cái vấn đề này với các quốc gia. Bởi vì sao? Hoa Kỳ không chỉ có thể đánh thuế riêng cho các công ty Mỹ nữa, bởi vì cái mức thuế này sẽ gây ảnh hưởng luôn tới mà Citibank, những đại công ty ở nước ngoài mà muốn làm ăn ở Mỹ này cũng sẽ chịu mức thuế đó. Thế thì ảnh hưởng luôn cả châu Âu và Nhật Bản, bởi vì Toyota, những cái đại công ty cũng sẽ cần bán hàng ở tại châu Âu và Hoa Kỳ này, thì cái mức thuế sẽ như thế nào đây? Lần đầu tiên trong lịch sử, 7 cường quốc này ngồi xuống và họ đồng ý với cái mức thuế 15% là tiêu điểm.
bất cứ đại công ty nào, đây là chỉ là cái tiêu chuẩn ban đầu để chúng tôi trình bày đến quý vị thôi, cho thấy rằng là các đại công ty này sẽ bị đánh thuế như thế nào trong tương lai. Chỉ cần lời 10% thôi, lời 10% thì cái mức 10% đó sẽ là cái tiêu đề đầu tiên, căn bản là 15% trở lên. Đó là cái tiêu điểm hiện nay các quốc gia này đồng ý. Cái chi tiết đó sẽ tiếp tục được thảo luận trong tương lai. Thế thì cái câu hỏi đặt ra là những đại công ty này phản ứng như thế nào? Thì thường chúng ta thấy đó, mỗi khi mà bị tăng thuế là các công ty này sẽ tìm cách chống đối dữ lắm. Và thậm chí Microsoft là trong quá khứ vân vân cũng đã phải đương đầu với nhiều luật lệ thuế ở châu Âu, rồi bị tấn công về cái tình trạng mà độc quyền làm ăn đó. Thế nhưng tin lại rất là lạc quan để cho thấy rằng Amazon, Facebook, Google, thưa quý vị, ngày hôm nay tuyên bố họ lại đồng ý với cái mức thuế tăng như thế này. Ít nhất đó, họ nói đó, khi mà các anh đưa ra cái tiêu chuẩn thế như đó, chúng tôi sẽ không phải nhức đầu để đương đầu với từng quốc gia một, mà đặc biệt là ở 7 quốc gia cường quốc trong khối G7 này. Cho nên họ nói bring stability, sự ổn định đến cho cái hệ thống thuế toàn cầu. Thì đó là quan điểm của Amazon. Facebook cũng tương tự như thế. Facebook nói rằng điều này cũng đã cho phản ảnh quan điểm của Facebook trong quá khứ. Chúng tôi không muốn đương đầu với cái hệ thống thuế bất cập. Cứ mỗi một quốc gia chúng tôi lại phải tính toán cái thuế riêng, như thế đã khó khăn lắm, chưa kể dẫn đến các vụ kiện. Google cũng thế, Google tuyên bố mức thuế mới sẽ mang lại sự cân bằng và bình ổn lâu dài. Thưa quý vị, cho nên cái quan điểm của ông Tổng thống Joe Biden đâm ra nay lại là một quan điểm tốt, không những được cộng đồng quốc tế đồng thuận mà luôn cả các đại công ty nữa. Mặc dù sáng nay thì chúng ta nhìn thấy đó, thị trường có vẻ như khi mà nghe nói thuế đó là các giới đầu tư họ không đồng ý, bởi vì sao, nó sẽ cắn vào các lợi nhuận. Nhưng mà đối với các đại công ty như Amazon, Google, họ nói thà là chúng ta đóng thuế, nhưng mà ít nhất chúng ta thấy cái việc đóng thuế đó nó bình đẳng trên tất cả các quốc gia, kể cả Hoa Kỳ luôn đó. Thì nó mang lại cái sự bình ổn trên cái hệ thống làm ăn của các đại công ty này toàn thế giới. Vâng, thưa quý vị, và vào ngày hôm qua đó thì phía cảnh sát ở tại quận Cam cho biết là hai kẻ, một nam một nữ tình nghi trong cái vụ mà vào tháng trước bắn chết một cậu bé 6 tuổi trên freeway 55 đã chính thức bị cảnh sát bắt giữ. Thì cả hai, như quý vị cũng nghe tin tức cho biết là có cái mối quan hệ là bạn trai bạn gái theo như cái cuộc điều tra trước đó của cảnh sát. Và đây là Marcus Anthony Harris 24 tuổi và cô Winley 23 tuổi, thưa quý vị. Cả hai đều là cư dân sống tại Costa Mesa nhưng mà họ làm việc ở tại San Bernardino và thường xuyên lái ở trên freeway. Thì vào ngày hôm qua lúc khoảng 1 giờ rưỡi trưa đó, thưa quý vị, theo như một số tờ báo truyền thông cho biết là có người đã nhận ra cái xe của cả hai và họ đang ngồi ăn ở trong một cái nhà hàng ở tại quận Cam. Và có lẽ là cái người này đó đã gọi báo cảnh sát và cảnh sát chắc cũng đưa được cái bản số xe, cho nên là cảnh sát đã lần ra dấu và đến khoảng 1 giờ rưỡi, sau 1 giờ rưỡi đó thì họ bắt được cả hai là ở tại nhà riêng ở Costa Mesa, thưa quý vị. Và chúng ta cũng nhớ là cái tiền thưởng cho cái vụ này đó lên đến 500.000 Mỹ Kim. Thì hiện nay cảnh sát không cho biết đó là một người gọi hay là nhiều người gọi mà dẫn đến cái việc mà bắt giữ được hai người này. Thì bây giờ cả hai đã chính thức bị truy tố cái tội sát nhân và tiền bail cho mỗi một người đó là 1 triệu Mỹ Kim. Và ngày mai sẽ là ngày mà cả hai xuất hiện đầu tiên ở ngoài tòa để nghe cái tội danh bị truy tố của mình. Thì theo các tờ báo địa phương, thưa quý vị, Marcus Anthony Harris này có hai tài khoản mạng xã hội và anh ta cho biết anh ta là một thợ sửa máy, đam mê xe tốc độ và nhưng mà ngoài những cái bài đăng về xe cộ đó thì anh ta cũng hay tự đăng những cái clip mà anh ta bắn súng, thưa quý vị, ở những cái shooting range. Và bây giờ cảnh sát cho biết là họ vẫn đang điều tra xem là những cái cây súng mà anh này sở hữu và đăng ở trên cái mạng xã hội đó có phải là cái cây hung khí mà anh ta dùng để bắn vào xe của mẹ bé Aiden hay không. Còn riêng cái cô Winley đó thì
từ cũng cô này cũng có sử dụng mạng xã hội, nhưng mà ngay sau khi mà cái vụ bắn ở trên freeway nó được loan tin rầm rộ đó, thì cái tài khoản mạng xã hội của cô này đã bị delete mất, cho nên bây giờ tất cả báo chí họ chỉ có đúng một cái tấm hình này mà thôi. Lee, vâng. Người gốc châu Á, Win Lee. Và không ngờ là đã có hình, bởi vì tin tức Cà Phê Sáng và chúng tôi đưa ra vẫn chưa thấy hình ảnh và có thêm những cái thân thế về hai người này. Tại sao biết được cái xe của mình đã xuất hiện trên đài truyền hình mà vẫn lái đi? Đó là cái điểm đáng chú ý. Cho nên mà trước đó thì phe công tố họ quận Cam đã kêu gọi liên tục là ra đầu thú đi. Cái chuyện đầu thú có khả năng giảm thiểu cái tội, mà bây giờ tội này là tội giết người, murder luôn, chứ không phải là ngộ sát nữa. Thưa quý vị, hai tội danh nó khác nhau và mức án lẽ đương nhiên là chung thân. California đã hủy án tử hình. Lần đầu tiên trong lịch sử, và cái chuyện này chúng ta đã nghe thấy cả mấy tuần lễ này, chúng tôi đã nghe được những cái tin tức liên quan đến bên phía các nhà sản xuất dược phẩm đó. Họ khám phá được một cái loại thuốc có thể làm giảm cái nguy cơ mất trí nhớ của người bệnh, Biogen. Thế nhưng cái tin tức này đó, hiện nay các chuyên gia đó họ vẫn chống đối. Thế nhưng cái đơn xin để được chuẩn thuận từ cơ quan FDA của Hoa Kỳ đó bị, mặc dù một số cái chuyên gia bên ngoài họ chống đối, nhưng mà cuối cùng ngày hôm nay FDA đồng ý. Thì cái vấn đề này sẽ như thế nào, và liệu rằng cái loại thuốc Biogen này sẽ hỗ trợ cho những cái nguy cơ mất trí nhớ cho những người già hiện nay trong các viện dưỡng lão hoặc là chữa trị ở nhà như thế nào, giá cả ra sao? Mời quý vị theo dõi chi tiết ngay sau phần quảng cáo.